người anh nhá. Khiếp, nhìn như hai mẹ con. Bà ấy tuần nào chẳng đến đây. Chị già, mà chị dâu. Bọn trẻ trâu bây giờ cũng thực dụng lắm. Thôi, làm việc đi. Thì thích kiểu nhân viên kinh doanh như thằng Dũng nhà mình cái này. Thế thì mới có nhiều câu chuyện là đổi tình, lấy hợp đồng. Thằng Dũng nhà mình nó đẹp trai ngời ngời như này. Các bà các cô ai chẳng mê. Chính bà ấy là người chúc say thằng Dũng tối qua chứ ai. Mục đích để làm gì biết không? Tao không nói ra ấy, thì mày cũng sẽ tưởng tượng ra một kết quả quá là dã rời. Còn mày mà không nghĩ ra ấy, thì mày là một thằng ngu. Qua đánh giá sơ bộ thì em có vết thương ở vùng đầu nhá. Em có cảm thấy buồn nôn không? Dạ, có. Có chóng mặt không? Có. Alo. Ai đấy? Sao lại nghe điện thoại của em tôi? Thằng Dũng đâu? Phải có tiền mới làm phiền được tiền ạ. Có đúng không ạ? Đúng. Có đúng không ạ? Đúng. Tôi sẽ chữa lành nỗi đau về tiền cho các bạn. Thiết kế dòng tiền hạnh phúc cho các bạn. Tôi đọc được cái sự nghi ngờ trong ánh mắt của cậu. Cậu có thể cho tôi xem ước mơ của cậu được không? Oh, 3,5 tỷ các bạn ạ. Một con số không tồi. Thế nhưng mà cậu vẫn đang còn rất trẻ. Chả lẽ cậu chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi thế này thôi à? Cậu có tin rằng sau khi cậu học xong lớp học làm giàu đặc biệt này của tôi, cậu có thể kiếm được 30 tỷ trong 3 tháng? Em yên tâm. Cậu ta không non nớt như em nghĩ đâu. Em nhìn lại xem. Cậu ta về công ty mới có mấy tháng thôi, nhưng mà đã thay đổi hẳn rồi. Nhân viên những đứa trước đây hay ý kiến ý cò, giờ có dám ho he đâu. Anh cũng biết, những mối quan hệ với khách hàng kiểu này khá nhạy cảm. Có gì mà nhạy cảm? Em cũng đã từng trải qua giai đoạn như thế rồi mà. Có làm sao đâu. Biết điểm dừng là được. Nhưng dừng ở đâu mới là vấn đề. Anh nhắc cho em nhớ này. Hiệu quả công việc mới là quan trọng nhất. Còn dừng ở đâu, đấy là lựa chọn của cậu ta. Việc cá nhân chúng ta đâu có quản. Anh thấy em đang lo lắng thái quá rồi đấy. Trước đây em đâu có vậy. Em đâu có quan tâm tới chuyện của người khác. Vì Dũng là nhân viên của em. Thì cậu ta cũng là nhân viên của anh mà. Hay là vì cậu ta còn là em trai của Hùng.